Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Kiểm soát dòng tiền vấy bẩn y đức. Thưa quý vị và các bạn, vụ án công ty Việt Á thổi giá kit xét nghiệm được điều tra mở rộng thì hoạt động của các trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC chính thức nằm trong vòng giám sát chặt chẽ. Công an tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị Sở Tư pháp hỗ trợ thông báo đến toàn bộ văn phòng công chứng trên địa bàn, yêu cầu không thực hiện các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp tài sản liên quan đến ông Huỳnh Văn Dõng, Giám đốc CDC Khánh Hòa và 9 người khác. Cùng lúc, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng gửi văn bản yêu cầu các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn sao kê các giao dịch liên quan đến tài khoản của ông Trịnh Quang Chí, Giám đốc CDC Đắk Lắk. Đồng thời, Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các ngân hàng, tổ chức tín dụng ngăn chặn giao dịch thông qua tài khoản của ông Trịnh Quang Chí. Động thái kiểm soát tài sản đối với Giám đốc CDC Khánh Hòa và Giám đốc CDC Đắk Lắk nhận được sự đồng thuận cao của cộng đồng. Bởi lẽ, hai đơn vị CDC này đã thỏa hiệp với công ty Việt Á để thực hiện những thương vụ hàng chục tỷ đồng chứa đựng không ít khuất tất, gây thiệt hại ngân sách để làm giàu cho cá nhân. Vì sao cần thiết kiểm soát tài sản lãnh đạo CDC trong quá trình mở rộng vụ án công ty Việt Á? Vì thực tế chứng minh, nhiều lãnh đạo CDC đã có biểu hiện gian dối để thu nhận lợi ích riêng tư. Ngoài Giám đốc CDC Hải Dương, Phạm Duy Tuyến đã bị bắt và khai nhận được chi hoa hồng 30 tỷ đồng, thì Giám đốc CDC Nghệ An Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Bắc Giang Lâm Văn Tuấn hoặc Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế Hoàng Văn Đức đều rất mạnh miệng tuyên bố bản thân hoàn toàn trong sạch cho đến khi bị khởi tố với đầy đủ bằng chứng sai phạm. Công ty Việt Á không thể ngang nhiên chiếm lĩnh thị trường kit xét nghiệm để bỏ túi hàng nghìn tỷ đồng nếu không có sự tiếp tay của những lãnh đạo CDC các địa phương. Chính thái độ cương quyết xử lý sai phạm từ cơ quan chức năng mà Giám đốc CDC Bình Phước Nguyễn Văn Sáu mới tẽn tò tự thú đã nhận quà từ công ty Việt Á và xin trả lại. Cuộc chiến đẩy lùi Covid-19 chắc chắn sẽ nan giải hơn khi chùn tay ngăn chặn sự lộng hành táo tợn của các thương vụ mua bán kit xét nghiệm một cách xảo trá, làm thất thoát nguồn lực xã hội. Hối lộ và tham nhũng trong điều kiện bình thường đã phải nghiêm trị, mà hối lộ tham nhũng trong hoàn cảnh cả đất nước vất vả đương đầu đại dịch toàn cầu là một tội ác không thể dung thứ. Những khoản hoa hồng từ công ty Việt Á rót sang bàn tay tanh hôi của lãnh đạo CDC chính là dòng tiền vấy bẩn y đức. Kiểm soát dòng tiền bất nhân kia để chúng không bị tẩu tán, không chỉ đáp ứng hiệu quả cho công tác điều tra mở rộng vụ án mà còn có cơ hội thu hồi ngân sách, tiếp tục phục vụ sự nghiệp toàn dân thích ứng bình thường mới. Đầu cơ hay đầu tư đất đai? Thưa quý vị và các bạn, kết luận về việc quản lý và sử dụng đất đai tại Hội nghị Trung ương 5, Tổng Bí thư chỉ đạo kiên quyết khắc phục tình trạng đầu cơ đất, sử dụng đất không đúng mục đích, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, gây khiếu kiện, bức xúc trong nhân dân. Trước hết, cần khẳng định chủ trương trên là cực kỳ đúng đắn, xác đáng và kịp thời. Đất đai là nguồn lực lớn nhất của nền kinh tế, nhưng tình trạng để hoang hóa, cỏ dại mọc lút đầu hàng chục năm trời diễn ra khá phổ biến ở không ít thành phố, trong khi chỉ ngay bên cạnh, doanh nghiệp và người dân không có đất để sản xuất, kinh doanh, thậm chí sinh sống. Trong một bài viết gần đây, báo chí từng nhắc lại chuyện chỉ trong hơn nửa đầu năm 2008, trước khi Hà Nội chính thức mở rộng, 11.800 hectare đất đã được giao cho hàng trăm dự án, tương đương diện tích của 5 năm trước đó cộng lại. Từ đó đến nay, hàng trăm dự án cũng đã được cấp thêm nhưng không được triển khai, lãng phí nguồn lực của thủ đô. Cuối tháng 4 vừa rồi, Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành nghị quyết về các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai. Các cơ quan hữu quan của Hà Nội đã xác định có hơn 400 dự án chậm tiến độ cần thanh tra, kiểm tra để đề ra biện pháp xử lý, thậm chí thu hồi. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong vai trò đại biểu Quốc hội cũng tỏ ra sốt ruột với tình trạng này ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong đợt giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh cuối tháng 12 năm 2021, ông nói: "Kiên quyết thu hồi quy hoạch treo, những dự án treo quá thời hạn quy định mà không triển khai, có dự án 18-20 năm chưa triển khai, người dân than phiền, dự án đánh trống ghi tên nhưng để người dân chờ đợi mãi." Biết bao nhiêu lô đất quy ra hàng trăm, hàng ngàn tỷ đô đã có chủ trên khắp đất nước được quây tôn, đắp chiếu, hàng ngàn căn biệt thự để rêu phong, hoang hóa. Nguồn lực lớn nhất của đất nước không thể được vốn hóa, bị phung phí thất thoát. Cả nhà nước và người dân đều thiệt. Ví dụ, thu thuế đất chỉ chiếm khoảng 0,07% GDP, thấp hơn gần 10 lần so với mức trung bình ở các nước đang phát triển và thấp hơn gần 30 lần so với các nước OECD.
trích số liệu từ văn kiện Đại hội 13. Tuy nhiên, để thể chế hóa chủ trương trên còn không ít việc phải làm, chẳng hạn phải minh định thế nào là đầu cơ, thế nào là đầu tư. Ví dụ, một doanh nghiệp mua một mảnh đất để phục vụ kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh trong 5 năm, 10 năm tới thì được coi là đầu tư dài hạn hay bị quy là đầu cơ. Rồi chẳng hạn, doanh nghiệp đó 5 năm sau thấy cần bán mảnh đất đó đi để lấy tiền đầu tư cho dự án khác thì sao? Theo quy định pháp luật hiện nay, doanh nghiệp chỉ cần xây dựng hàng rào, thậm chí quây tôn là được coi là có hoạt động đầu tư nên nhà nước khó có thể thu hồi. Trong khi đó, người dân mua đất như là kênh để giữ tài sản có được coi là hợp pháp hay không? Đây là điều rất chính đáng trong bối cảnh lạm phát từng tăng cao. Người ta tính toán rằng từ năm 2000 đến 2020, tỷ giá Việt Nam đồng trên đô la Mỹ chỉ tăng 1,6 lần, giá vàng tính bằng Việt Nam đồng tăng khoảng 11 lần, còn giá đất tăng 20 lần. Tại hội nghị Trung ương 5, Trung ương đã thống nhất cao về việc ban hành nghị quyết mới về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu giải quyết tốt những bất cập vướng mắc trong việc quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại và từ yêu cầu mới đặt ra của thực tiễn. Thể chế chính sách về đất đai phải được hoàn thiện, đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó có chính sách phù hợp đối với đối tượng, loại hình sử dụng đất để khơi dậy tiềm năng, phát huy cao nhất nguồn lực tài nguyên đất đai. Từ yêu cầu trên về thực tiễn, luật đất đai sửa đổi tới đây cần làm rõ nội hàm của khái niệm đầu cơ, đầu tư để vừa hạn chế được tình trạng đất đai bị để hoang, lãng phí, lại vừa không đưa ra các quy định siết chặt thị trường này. Dự án luật đất đai sửa đổi đã được lùi thời hạn trình Quốc hội cho ý kiến từ kỳ họp thứ 3 sang kỳ họp thứ 4, mà lý do, theo các nhà phân tích, để luật pháp tiếp thu, hoàn thiện các chủ trương đường lối của Đảng. Luật pháp, chính sách quản lý đất đai vẫn còn lạc hậu, dù đã được sửa đổi, bổ sung 5 lần, nhưng vẫn không theo kịp với cải cách kinh tế và đòi hỏi của cuộc sống. Mà riêng luật đất đai chưa chắc đã giải quyết được những nút thắt này và khả năng đánh thuế tài sản, thuế lũy tiến đối với đất đai ngày càng bị lùi xa. Nhưng dù gì đi chăng nữa, cần tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, trong khi vẫn cần bảo vệ được quyền tài sản của công dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, luật đất đai sửa đổi cần thiết kế theo hướng thị trường hóa các thị trường nhân tố sản xuất, trong đó có đất đai mà văn kiện Đại hội 13 đã xác định như là một giải pháp quan trọng để phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn. Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thu hồi huân chương lao động hạng 3 đã trao cho Việt Á. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị thu hồi huân chương lao động hạng 3 đã trao cho Việt Á lâu rồi. Khi có thông tin xem xét việc cấp huân chương cho Việt Á là không được, thì thành phố đã đề nghị thu hồi ngay. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông tin thêm, văn bản gửi đi chắc cũng phải mấy tuần rồi và hứa về kiểm tra lại thông tin văn bản để cung cấp đầy đủ cho báo chí. Vào tháng 3 năm 2021, Việt Á được tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 theo đề nghị của Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là nơi Việt Á đăng ký hoạt động, vì vậy thủ tục hủy bỏ quyết định khen thưởng cũng phải bắt đầu từ Thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến vụ Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19, đến nay đã có hơn 40 người bị khởi tố, trong đó có 4 quan chức thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và 16 lãnh đạo, cán bộ CDC, Sở Y tế các tỉnh thành. Tại kỳ họp thứ 15 vào ngày 16-17 tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Loạt cán bộ ngã ngựa vì tình ái không trong sáng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật ông Lê Minh Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Nguyên nhân do ông Trung thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, vi phạm luật hôn nhân và gia đình. Vi phạm của ông Lê Minh Trung gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và của đảng viên.
Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Minh Trung. Được biết, ông Trung có quan hệ ngoài luồng với một nữ giáo viên công tác tại trường Trung học Phổ thông Phan Châu Trinh, Đà Nẵng. Trước đó, vào tháng 10 năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông cũng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Tuấn Học, Phó trưởng Ban Dân vận huyện ủy Đắk Song. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra tỉnh cho thấy, ông Học đã gây thương tích và hủy hoại tài sản của người khác, bị xử phạt vi phạm hành chính và đáng nói là có quan hệ nam nữ bất chính trong khi đã có vợ con. Tương tự, trường hợp ông Nguyễn Bá Cảnh, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, bị Ban Bí thư kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng vào tháng 5 năm 2019. Lý do, trong thời gian là Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, ông Cảnh đã sống chung với người khác như vợ chồng và có con riêng khi đang có vợ trong thời gian hôn nhân hợp pháp. Việc này đã vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm luật hôn nhân và gia đình, quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định của Thành ủy Đà Nẵng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp,